Mọi người ơi, ngày hôm nay mình quay cho mọi người một cái cây dược liệu rất là quý mà được nhân dân chúng ta sử dụng rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày nhá để uh, uh, hỗ trợ chữa bệnh cũng khá là tốt nhé và cũng mang lại các uh, hiệu quả nhất định nha mọi người. Đấy thì cái cây mà hôm nay mình muốn quay cho mọi người là chính là cái cây xương uh, uh, khỉ đấy, hay còn gọi là cây bìm bịp này, cây uh, mảnh cộng này, đấy. Thì uh, uh, mình nói sơ qua để cho mọi người biết về đặc điểm của cây xương khỉ thì cây xương khỉ là cây uh, uh, thân uh, leo nha mọi người. Uh, chiều cao trung bình từ uh, 1m cho đến uh, 2 3m chúng ta để càng lâu thì cây nó sẽ càng uh, leo nhiều và leo được uh, dài đấy và phân được nhánh nhiều đây là cái bụi cây xương khỉ của nhà mình thì nhà mình mới thu hoạch rồi và bây giờ nó đang phát triển lại nên là nó còn thấp thôi mọi người ạ đấy thì cái thân và lá của cái xương khỉ này thì có màu xanh thấm nha mọi người đấy thân nhắn này và lá nhắn này không có lông này đấy lá thì mọc đối xứng nha mọi người nhé đây đấy lá thì mọc đối xứng với nhau này đấy mọi người có thể quan sát nhé đấy thì cây xương khỉ là một trong những dược liệu rất là quý có tác dụng là uh, hỗ trợ ngăn ngừa hỗ trợ điều trị một số bệnh về ung thư đấy, bên cạnh đó thì cây xương khỉ còn dùng để uh, hỗ trợ điều trị xương khớp đấy, giúp để uh, giúp liền xương hoặc là uh, đắp vào uh, vết thương những uh, vết thương gãy xương đấy. đấy thì đắp vào thì nó sẽ uh, giúp liền xương nhanh hơn đấy. Đây mọi người nhé, nhà mình có một vài bụi nhé. Đấy, nếu mọi người có đất thì mọi người cứ trồng một vài cây này vào để có dịp cần thiết thì chúng ta sử dụng nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người quan sát này. Đấy. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.